Hello cả nhà. Bữa nay nghe dẫn tôi pin ra ngoài đây cho nó chơi ở trong nhà đi. Nó cũng ôi bất trời lúc này hả, Hàn Quốc nóng dữ lắm cả nhà. Đi ra ngân hàng bắn tiền rồi sẵn cho nó lại chỗ hồ nước này chơi. Là ở đây cũng không có ai, cũng không sợ. Người ta cấm tập trung đông người, còn chỗ này không có ai hết, cho nó chơi lại một tí. Ở đây là ngay ngã tư. Ở đây ngay trung tâm là có siêu thị, bệnh viện, ngân hàng luôn cả nhà. Hai mẹ con đi đi ra ngân hàng bắn tiền trường nhà trẻ. Mỗi tháng thì Nhi phải bắn tiền cho cô giáo. Mình ở đây mình bắn tiền ở sổ sổ ngân hàng chứ mình không có đưa tiền mặt. Đi đâu đó, đi đâu đó. Anh thấy dọc nước rồi. Ở đây ngay quán trà sữa. Đây là quán kem. Còn hai bên cạnh là quán trà sữa, cà phê, quán ăn, có đầy đủ luôn á cả nhà. Người ta không có cho vô trong cái vòi nước đó, người ta rào lại á, mình chỉ đứng ở ngoài xem thôi. Bên kia là điện thoại với lại quán bánh kẹp kem á cả nhà, rồi bánh mì, quán ăn nhanh á. Nãy đi ngân hàng mấy bên đó đó, kế đó là có công ty Sum Sum điện thoại luôn. Đi đâu á, đi đâu á? Còn ở bên đây là khu vực bệnh viện. Bệnh viện, mỹ phẩm, ngân hàng cũng có luôn. Thôi đi về Subin ơi, tối rồi con, đi về. Thôi rồi, bye bye cô chú. Mẹ con Nghi sẽ đi về cho Subin ghé đi chơi một chút. Bữa nay là 3 ngày rồi, ba mẹ con, hai mẹ con ở trong nhà thôi mà cả nhà. Đứng gần quá dọc cho ướt áo rồi nè cô chú. Này gọt ướt áo rồi, tự áo ra cho mẹ cầm nè. Thôi đi về con. Ê đâu tụt quần được. Đi về. Ướt quần đến tụt quần luôn rồi. Kha cha. Mina kha cha. Đi về. Đi về nè, đi về. Cha cha. Rồi bye bye cô chú. Mẹ con Nghi sẽ đi về cho Subin ghé đi chơi một chút.